rồi, cắt nhỏ 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 nhỏ. Đây là chị ơi. Kìa. Tạm đâu rồi? Tạm mấy quá. Đi đường nào? Đường nào vô la mà. Dạ. Ủa anh Năm đồ đâu? Anh Năm ở trên nhà chị. Dạ. Yeah. Tại ngoài trời có khách rồi. Ừ, không sao, trời ơi đâu mà bữa nay khách đông hả Tám? Ừ. Thứ bảy chủ nhật con thấy còn đông. Bữa đó là cảm ơn. Dạ đây con lấy cho chị cầm giùm em. Thôi. Tối không có đèn đèn. Có để em mở đèn lên. Chị hãy đem qua giùm em cái. Có điện anh Năm xuống không chị? Ờ, điện anh Năm cho chị gửi đồ. Dạ. Wow, sáng trưng luôn. Có cái nồi nướng đẹp quá. Thấy cưng nha. Cái này mà nướng gà hả cả? Nướng gà gì cũng được, chị cũng nướng gì cũng được chứ. Nào. Để trên nướng nướng mực nữa. Nó có cái khói gà chị, không bị khói nữa. Nướng thịt thôi. Nướng thịt thôi chứ. Nào, nướng qua. Xuất ra đây nè bác Năm. Dừa. Dừa. Chắc dừa với bác Năm á. Dừa. Bác Năm. Có thể Năm mập. Còn cái này áo khoác nè, anh hình như là cái đi số, đâu anh khoác đó lên. Số bển số bên đây nó khác nhau. Dạ nó khác, cái số bên nó khác. Là dừa khoảng hơn 70 kg. 70 75 năm nhiêu. 7 mấy kg. 7 mấy hả? 75 không ơi. Bảy mấy cái này dừa mà. Dừa. Trồng dừa. Dạ dừa, nếu chị ít là dừa. Không dừa, trồng vô mà nếu mà không dừa thì em đổi cái xay bự lên liền chút. Đi bạn vô liền thử. Cho nó thoải mái. Ủa ông Sơn nhà dừa ông mặc không? Dừa. Bự hơn bác Năm. Thôi, anh Năm ánh mặt nó sơ mi á. Có khi nào dướng cái bụng không? Không, không dướng này, vừa hính luôn. Vừa với này nó giãn anh Năm ơi. Nó giãn. Áo này nó giãn. Kéo cổ lên ngay ngắn rồi đi. Rồi mặc cái áo đi, ở trong á. Đi làm là mặc áo sơ mi không à, không có mặc áo thun. Anh Năm mặc sơ mi nhiều. Ừ. Sơ mi mà màu cái này mình mặc chị? Này mặc đi đi đâu á nha. Đi sớm à, áo là đừng có đi gã đầu kia. Áo là tao tặng nó đi đâu. Đâu có sao đâu, nó mặc cái lòng mát chứ. Đây cho em gửi chai dầu với salon bath với lại xà bông với cây kem. Này của anh. Rồi của anh. Rồi cũng xin cảm ơn chị dạ. Nghe chị lâu. Không nhà than nhất vai nhất gì đó. Dán vô. Chỗ nào dán chỗ đấy. Cho chị gửi bà già nghe tiếp. À, má của em hả? Ừ. Dạ bà ba. Dạ em cảm ơn chị luôn. Cho cái này là dầu nóng. Giảm đau tức thì. Hả đau á. À, đau cái xoa bóp. Còn dạ, cái này dầu dạ. Với đó salon bát là giúp mỏi. Dạ dạ. Nè của anh nè em xếp lại đi. Xếp lại. Nè cái túi nè đưa cho anh. Nè bỏ vô túi nè. Còn cái này còn có em nè. Em lấy đây. Cái này còn của em. Dạ, cảm ơn chị lo nhiều chị lắm. Đây. Dạ. Cái này là nguyên cái mỹ phẩm. Tặng em luôn hả? Ừ. Dạ, quánh lên cho nó đẹp. Quánh lên cho nó. Quánh thôi chứ đừng bôi vậy. Mấy cái này mà em không biết sử dụng chị chỉ cho em sử dụng ha. Dạ. Mà mấy cái này là chắc dưỡng da. Chắc không hả chị? Này. Ờ. Ồ, nguyên bột lăn cơm luôn. Quá đã. Đầy đủ luôn hả? Đầy đủ hết. Mắt cà ga, son, rồi son bóng nè. Ừ. Son nước luôn. Ừ. Còn dạ. Mấy cái đồ này mắt. Là rửa mặt với lại dưỡng da. Dạ, như nước tẩy trang đó ha. Tẩy trang dạ, là cái dạ. Xanh đó. Dạ, cái xanh này. Ừ, còn trang. Cái tím tím đó là chống nắng. Nắng. Chống nắng. Ừ, không, cái tím á. Cái tím chống nắng. Cái này là chống nắng. Cái tím chấm nha xem nó đẹp lắm đó. Ờ mở ra. Nhà ơi ra trời mới con. Ôi ôi. Cái hộp đó nó làm có cái túi xách gì đẹp quá ha. Ừ. Dạ. Đây con lấy cái này cho. Kéo về kia ra.
Cái này nhìn giống két sắt quá chị. Đặng cho em đựng tiền. Biết luôn. Thấy không? Cái này là chai dầu thơm nhỏ, cái này màu mắt nè, còn cái này son nè, cái này mascara nè, cái này là son bóng, còn cái này tẩy trang, ha, rồi còn cái tím này là chống nắng, còn cái này đêm là em rửa mặt xong em thoa lên dưỡng da đem ban đêm, rồi xong khi mà trước khi em đánh phấn á, thì em thoa cái này lên, cái này là serum. Cũng như là lớp phủ nó làm không nó làm cho da em nó mịn nó dưỡng da em còn cái này trước khi em làm á trước khi làm mặt á là em thoa cái này trước rồi em mới dùng cái này rồi mới thoa cái kem này lên cái này cũng như là rửa mặt đúng không không cái này cái này rửa mặt nè cái này rửa mặt em nè ha còn cái này á là em rửa mặt xong em thoa nó lên này. Cho lỗ chân lông á nó khít dạng như nó giống như là nó nước hoa hồng á cái này người ta kêu là nước hoa hồng rồi xong rồi em mới dùng cái này rồi em mới đánh phấn còn cái này tối em rửa mặt xong em thoa lên em đi ngủ nhiều công đoạn thiệt phụ nữ là phải vậy á đây chị tặng cho em thích chị lắm chị ơi cặp dầu thơm biết em thích màu hồng luôn đây lựa ngay màu hồng luôn đây màu hồng. Câu có màu hồng nữa dạ màu hồng nữa dạ cô ơi chị về cái chị nè còn cái bớt ủa còn nữa hả còn nữa tháo ra đi dạ đây nè uống nước không đi ly nước cho nó uống đi nè này có dây hả? Này có dây mình quải luôn đi đâu quải ngay trước rồi đựng này đựng kia đựng nọ. Dạ. Tháo cái sợi dây. Làm có quải cái đường đấy không bóp bởi vì cái này là cái sắt bộ này là thâu tiền không bỏ vô rồi về điếm xong mà bỏ vô cái sắt cái này còn gì bằng cái này mình sử dụng cho nó hai cái luôn phải không cái ủa không cái sợi dây cái này cái sợi dây em tưởng đâu là sắp tay luôn đẹp thôi dạ tăng đưa nếu trang trí ha thì mình phải lỗ nữa bấm lỗ bấm lỗ thêm muốn dài muốn ngắn gì đó, bấm lỗ thêm này chắc phải bấm lỗ rồi tại em bị lùn bấm lỗ thêm còn không em máng nó gì nè máng chéo gì đó không máng chéo gì đó con nghĩ là vừa nếu như mặt đầm mà mình máng chéo gì là vừa nha đây cái áo của em đó hả màu cam pink pink đó hồng mười tám cái này là cái dạng như là mình mặc với quần bó đúng không đúng rồi này màu đen hồng đen đen hồng em cũng thích màu đen đó hồi xưa em cũng mặc đôi quần bó giống chị chứ em là chuyên gia luôn á áo rộng rộng như quần bó không á khỏe hồi xưa chị mặc quần jean không rồi sau này mình nãy là mình... giờ thích cái kiểu này mà màu hồng không tại chị không biết em có thích màu hồng không chị có cái màu hồng cái này là áo khoác hay gì chị áo khoác hồng màu này đi màu cho nó sạch em không có thích nổi dạ còn cái này cũng áo khoác nữa nè áo khoác luôn tám mùa đông tắm lạnh ấm không lạnh cái này em đi đồng lại mấy em khoác em vô em làm không sao này áo để đi đâu chứ đi động gì chị đòi chị tặng đòi chị tặng mà đi động gì dạ em thích lắm cảm ơn chị nhiều nha chị lắm hôm nay quà quá luôn này quý bà cô chú ơi quá quà luôn hết luôn xin chào ai đây nhóc bối lại ai đây nhóc bối lại nè bó bối hả bối nè nhóc bối lại á ai đâu giữ ai đó chào mẹ đi rồi bỏ vậy đó hả phụ lên lù lắc vậy đó hả bỏ lơ lắc nè lên mắt dẹp nhà kìa nhà dẹp cửa giữ người vậy nè đi vô hay là kêu bác ra hả vô không chị thôi, vô trong mình chín 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 cái bói
nè, giữ đồ đặt trong đó. Ai đây? Ai đây hả? Cười hả? Mấy cái răng rồi. Mấy cái răng rồi, trên hai cái, dưới hai cái. Ừ. Mở ra. Chủ nhà đâu rồi? Bác Tư. Đang làm gì chị? Nấu cơm ạ. Siêu đó chị, rồi cái mướn ta đội lên quá siêu rồi. Vậy nè. Rồi, ngồi cái. Tiền đi rồi hả? Tiền nó đi rồi chị. Rồi chừng nào mới về? Nó chắc 3 bữa nữa nó mới có về đó chị. Ghé gửi chút xíu quà cho anh chị. Còn tiền thì để gặp em nó sao? Dạ. Đây cho em gửi. Rồi, em cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Gửi chị cho vào thơm. Dạ. Em bỏ cái này bỏ vô. Dạ. Cầm cái này. Đây cũng mát. Chắc tại mình làm nó cũng hầm. Ừ. Này thiếp nó hơi hầm chị. Tại vì hồi lúc em cắt đó là ngay dịch. Rồi không có mua lá được luôn. Bởi vì đợt trước thì lá rồi cái nó dột quá dột đạt chứ không nào. Rồi cái ngay dịch cái đặt lá. Thiếp xong rồi đắp lá lên nó mới. Để lá xong rồi đắp thiếp lên trên nó mới không bị dột. Rồi giờ đi một mình tiền hay là hai vợ chồng? Hai vợ chồng nó đi. Nó bỏ nhỏ nhỏ ở nhà đó rồi nhỏ lớn vậy. Nhỏ lớn rồi đi. Dọn. Dạ, dẹp dọn rồi bắt thứ ba nó ra chừng. Ngừ mặn, ngừ dữ á chị. À. Quá chèn con nhỏ này nó quậy vậy. Nó quậy dữ lắm hả? Sao thấy hiện dạ. Vậy? Chị vậy đó. Chị buông xuống rồi là không bao giờ mà dạ. Mặn được chứ nó buông cái này nó bắt cái kia. Hai đứa ba dữ luôn. Hai đứa con gái sao mà chị. Kiếm thằng trai nữa rồi nghỉ. Chắc hai đứa thôi chị ơi. Em giữ hết nổi rồi. Nó đi quay lớp nào làm nữa một tay em không. Nói thôi hai đứa được rồi. Trai gái gì cũng con mà chị. Anh đang làm gì á? Cái anh đó làm tôm gì? Nè chị. Năm nào cũng vừa nước nổi cái không làm. Cái này rồi tôm nó chung vô hả? Dạ. Làm cái mình có hai cái miệng, cái hôm đó, cái hôm ổng đó chị treo đó đó. Thì bệnh mặt, bên hôm, bên cái đít mặt. Đặt từ đó tới giờ đó, rồi vô mùa nước nổi thì ở tháng 5, tháng 6 rồi là ổng bắt đầu mằn lai gai vậy đó. Dạ, cho mấy chị em xin được chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì rất là vui luôn khi mà chị Kim Loan đến với lại nhà của chị Nương là kênh Hương Quê đó cô chú ơi. Thì ở đây thì khi mà về chị có cũng có một ít quà để mà gửi tặng đến cho gia đình của chị. Dạ thì xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi nha. Này chị gửi cho ba mẹ ha. Hôm nay lợi mà không gặp thôi à. Còn cái này hai chị em mặc cặp đi. Em cái, thôi cái. Em trai thon ơn trai này giàu hơn ở đây là mỹ phẩm cái này cái nào em không biết á thì hỏi cẩm chị có chỉ qua cẩm rồi nha yeah. Xài gì 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 rồi, em một cái thon cái hai chị em
Rồi cái này hai cái bóp. Hai chị em cứ lựa hai người nào, tại vì nó hai màu khác nhau. Em cái, con cái. Có hai chị em màu nâu với màu hồng. Màu nâu với màu hồng. Hai hộp này mắt màu mắt màu son rồi má hồng. Em cái, con cái. Chị Nhung. Nhung cho chị gửi thôi Nhung. Cho chị gửi em chai dầu thơm. Cảm ơn chị. Ông xã đâu? Dạ, ừ, nói ông xã ra chị tặng. Dạ. Đây cho chị gửi quà này anh hai của bé Nương. Dạ, không phải hết chị. À, dầu thơm với cái bị ba lô. Dầu thơm với lại ba lô. Đi đâu mà bỏ vô một hai bộ đồ hay là cái gì đó. Yếu ha, thích à. Dạ. Chị có đem đồ cho bé mà không biết nó bỏ thùng nào mà chị kiếm từ nãy giờ chị kiếm không ra. Mấy cái áo nhỏ nhỏ cho bé đi. Để chị về chị còn chở xuống lần nữa. Lần sau đem xuống như vậy. Giữ gìn sức khỏe.